Hôm nay xin chào tất cả các bác đã trở lại với kênh YouTube của Chu Du Audio trong một video những ngày cuối cùng của năm. Hôm nay cũng là ngày 21 tháng 12 âm lịch rồi. Thì cũng là ngày hôm nay và ngày mai nữa là bên em sẽ ngừng nhận đơn tất cả các đơn to trong miền Nam. Tất cả các đơn to thì bên em sẽ ngừng nhận đơn. Thì ngày hôm nay thì sẽ còn một quả xúc hơi bát 40, còn một quả duy nhất tại kho của em. Quả này thì em đang bán 4,5 triệu. Nhưng mà ngày hôm nay thì tiếp tục lại xả lốt để thu hồi vốn các bác nhé. Đây là quả súp hơi 40 Campati. Hôm trước em có lên kênh cho các bác xem nội thất hết rồi. Thế mà ngày hôm nay em chỉ test chất âm và quay chi tiết cho các bác các cái góc cạnh của nó. Tất cả các bác nhìn là thùng gỗ rất là đẹp các bác nhé. Thì ngày hôm nay em đã tiếp tục thanh lý để thu hồi vốn các bác nhé. Quả này có kích thước chiều ngang của nó là 47 phân này, chiều sâu của nó là 48,5 này và gọi là 48 phân. Đấy. Chiều cao của nó là 69 phân các bác nhé. Đây là một con có kích thước chiều cao. Đấy. Nó lợi về chiều cao. Thế còn chiều ngang và chiều sâu của nó thì bình thường các bác nhá, rất là nhỏ gọn, xinh xắn. Ok chưa các bác? Trên này có cọc loa để các bác nào mà không gian nhà các bác mà nhỏ gọn thì các bác cắm cọc loa và để cây loa trên đỉnh súp rất là đẹp các bác nhá. Đấy, Campati nhá, thương hiệu Campati này. Hôm trước em có giới thiệu trên kênh rồi và có cái tháo của bác bắt cho các bác rồi. Xem rồi, hôm nay thùng gỗ và ngày hôm nay tiếp tục thanh lý giá gọi là thu hồi vốn. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng, ngày hôm nay và ngày mai là ngày cuối cùng để nhận đơn. Đây em sẽ thanh lý lốt cho các bác luôn. Đấy, K15 model K15 Campati này. Đấy. Đấy, các bác nhìn đây nhá. Đấy, đây là tem của nó. Thế còn các bác nào mà muốn xem chi tiết thì các bác có thể vào video hôm trước của em đã giới thiệu chi tiết bên trong rồi. Đấy, thì ngày hôm nay em chỉ tiếp tục lên thanh lý và giá của ngày hôm nay thì em sẽ bán giá sập sàn cho các bác luôn, thanh lý luôn để thu hồi vốn, giá 4 triệu bao ship các bác nhá, 4 triệu bao ship. Đấy, 4 triệu bao ship cho quả súp này luôn. Đấy, giá này thì gần như em không có một đồng nào tiền công. Đấy, không có một đồng nào tiền công vì giá cuối năm rồi, bọn em nhập hàng rất là cao các bác nhá, nhập hàng rất là cao. Và đây những quả súp rất là chất lượng, các bác vừa nghe em test thử rồi, tiếng bát sâu mềm và đánh rất là uy lực các bác nhá. Quả này thì anh em có thể phục vụ phòng gia đình, chơi phòng gia đình một quả này thì các bác có thể phục vụ phòng tầm 30-35 m², rất là ổn các bác nhá, rất là ok. Tiếng bao bạo lực, bao đủ áp lực công suất cho các bác chơi. Thì với những quả súp này thì các bác có thể chơi con đẩy tầm 800 watt là ngon, ngọt, bùi, ok cho các bác. Đấy, thì ngày hôm nay thì em chỉ làm video rất nhanh gọn nhẹ thôi, gọi là video thanh lý cuối năm rồi. Đấy, thì ở nhà em thì chỉ còn cặp súp RCF này để trưng bày. Đấy, thì em vẫn để trưng bày đây, bác nào mua thì cũng mua hết, bán hết các bác nhá. Thế còn tất cả những cái súp mà em đã thanh lý trên kênh và bán trên kênh bình thường thì cũng gần như là hết, gọn hết rồi. Đấy, chỉ còn một quả này duy nhất thôi thì bán xả lốt cho các bác. Bác nào chơi được thì liên hệ cho em nhé. Giá là 4 triệu bao ship lốt cho các bác luôn. Đấy, và các bác nào có nhu cầu về súp thì
ngày mai kia em tiếp tục nhập hàng để ra riêng bán, thì em sẽ về một quả súp Đức E3, súp 50 E3 và những quả súp RCS tiếp theo, thì em sẽ về thêm được 2 cặp nữa. Đấy, thì khi về em sẽ lên livestream cho các bác luôn. Đấy, và bác nào có nhu cầu thì có thể chốt hạ để ra riêng lấy các bác nhé. Vì những hàng này em bán để ra đầu xuân khai trương, khai xuân. Những hàng mà ngày mai khi em nhập thì là để ra riêng khai xuân rồi. Thế còn bây giờ thì các cái đơn vị vận chuyển người ta cũng ngừng rồi. Hoặc là các bác nào có nhu cầu đến tại nhà, các bác trong khu vực miền Bắc thì em sẽ ship xe. Đấy. Thế còn các cái đơn vị ship code thì là em nhận đơn đến hết ngày mai các bác nhé. Nhận đơn đến hết ngày mai thì em sẽ dừng, sẽ dừng ship code. Đấy. Tất cả những cái đơn gửi xe thì bọn em vẫn tiếp tục nhận đơn gửi xe trong vòng trong nội miền Bắc các bác nhé. Thế còn miền Trung, miền Nam thì em cũng xin phép dừng. Có nghĩa là vẫn nhận hết đơn đến hết ngày 22 và ngày 23 các bác nhé. Đấy. Miền Trung thì nhận hết đến ngày 23, miền Nam thì nhận hết ngày 22 thôi. Miền Trung thì nhận hết ngày 23 các bác nhé. Đấy. Còn miền Bắc thì em sẽ gửi xe đến khi nào xe dừng thì thôi. Đấy. Các bác mà có nhu cầu thì đến tại cửa hàng nhà em ấy, thì các bác có thể đến trước 12 giờ đêm vẫn phục vụ các bác. Ok chưa? Đấy. Năm nào cũng vậy. Trước 12 giờ đêm mà các bác có nhu cầu mua mic về hát Tết hay là mua loa súp đẩy về hát Tết thì các bác vẫn có thể đến cửa hàng nhà em. Bọn em vẫn phục vụ. Ok chưa các bác? Đấy. Và quả súp này ngày hôm nay thanh lý cho các bác giá là 4 triệu bao ship. Bác nào chốt được thì liên hệ trực tiếp bên em nhé. Và với những quả súp này các bác có thể cọc cho em 500.000, 500-600.000 thì bọn em sẽ ship code cho các bác. Các bác nào mà tiện gửi xe thì các bác có thể liên hệ nhà xe để bọn em sẽ gửi xe cho các bác. Hoặc các bác chỉ cần đo cho em cái địa chỉ, em sẽ hỏi cái nhà xe thì có xe này em sẽ gửi xe. Còn tiện cho các bác, còn nếu các bác mà vẫn bận rộn với công việc cuối năm thì em sẽ ship code cho các bác đến tận nhà. Ok chưa? Đấy, trong ngày hôm nay các bác miền Bắc thì em có thể nhận đơn đến hết ngày 23-24. Ok chưa các bác? Đấy, ship code. Rồi, video ngày hôm nay thì cũng là xin phép được làm ngắn gọn như vậy thôi. Em đã test thử chất âm, kích thước các thứ đo rồi. Và các bác nào muốn xem chi tiết nội thất bên trong này thì các bác vừa kích vào phần video của kênh Chuju Audio. Đấy, các bác kéo xuống, em chỉ đăng trước đây có vài ngày thôi. Đã tháo rồi nội thất ruột gan các thứ chi tiết cho các bác rồi. Ngày hôm nay em chỉ test qua chất âm và thanh lý xả lốt cho các bác thôi. Các bác nào chốt được thì liên hệ em nhé các bác nhé. Quả này thì chơi gia đình thì chấm mút luôn. Bao hay, bao tiếng hay mềm. Và bao zin toàn tập các bác nhé. Rồi ok, xin chào tất cả các bác. Và chúc toàn thể các bác luôn thật nhiều sức khỏe để hoàn thành nốt những cái nhiệm vụ cuối năm, sang đầu năm mới thật nhiều sức khỏe thành công. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ bên em Du. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong những video gần nhất ạ.